Chào các bạn. Hôm nay hai chị em mình có một bộ đồ chơi mới nha. Đó là một bộ đồ chơi gia đình Pick và Pick xây lâu đài đó. Ở bên đây là chú lợn bố mặc áo màu xanh dương. Còn bên này là một chú lợn mẹ mặc áo màu đỏ. Và đây là hai chú lợn con. Một chú lợn mặc áo màu xanh dương và một chú lợn mặc áo màu da cam. Lâu đài. Chào tạm biệt các bạn. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh của bọn mình nhé.